Tim Cook chia sẻ thói quen để giúp không bị nghiện iPhone. Một thống kê được thực hiện cho rằng trung bình một người Mỹ chạm vào điện thoại 2617 lần mỗi ngày, trong đó, trẻ em ngày càng dùng điện thoại nhiều hơn. Giáo hoàng Pope Francis thậm chí từng có bài phát biểu kêu gọi các thanh thiếu niên hãy giải thoát bản thân khỏi những chiếc điện thoại, thậm chí ví chúng, như thuốc viện, và là mối đe dọa của giao tiếp cộng đồng. CEO Tim Cook hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Ô, oh, chúng ta rõ ràng là không nên sử dụng iphone như vậy ông nói trong một buổi phỏng vấn ngay cả những người là bậc phụ huynh cũng đang dùng điện thoại quá nhiều và rất nhiều người trong số chúng ta nữa dành quá nhiều thời gian cho iphone không phải mục đích của apple tim cúc lý giải rằng apple không mong muốn mọi người sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi đây chưa từng được coi là mục đích của chúng tôi tim cúc chia sẻ không chỉ nói suông quan điểm của tim cúc thể hiện ngay trên các bản cập nhật của iphone Thông qua tính năng theo dõi thời gian sử dụng điện thoại của người dùng mỗi tuần, Screen Time, nhằm tự hạn chế bản thân. Ông cho rằng chính những dịch vụ hợp tác với quảng cáo như Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat mới đang khiến người dùng nghiện và dành thời gian trên điện thoại hơn mọi thứ khác, rằng nếu bạn dùng càng nhiều, họ càng được hưởng lợi vì điều đó giúp họ bán được quảng cáo. Theo Tim Cook, mọi người nên ngừng chú tâm vào màn hình điện thoại thay vì những người khác đang ngồi trong phòng Mỗi khi bạn nhấc điện thoại lên, tức là bạn đang rời mắt khỏi những người xung quanh. Nếu bạn nhìn vào điện thoại nhiều hơn là vào mắt của họ, bạn đang làm điều sai đấy. Tim Cúc chia sẻ. Tự hạn chế bạn khỏi những thông báo. Tim Cúc chia sẻ bí quyết của ông trong việc hạn chế bản thân khỏi bị thu hút bởi iPhone, đó là tắt thông báo ứng dụng. Tôi làm gì ư? Tôi điều chỉnh và hạn chế số lượng các thông báo, bởi tôi thực sự đã tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có cần phải đọc hàng ngàn thông báo mỗi ngày không? Tim Cúc nói. Tôi khuyến khích tất cả các bạn làm như vậy nếu bạn chưa biết. Nó chẳng phải là một điều gì to tát giúp mang lại giá trị cho cuộc sống hay giúp tôi trở thành một người tốt hơn, nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn làm như vậy. Trên iPhone, có rất nhiều cách để người dùng hạn chế thông báo từ ứng dụng, điều này bao gồm việc tắt thông báo, cứng của từng ứng dụng trong mục cài đặt lớn hơn thông báo, cho đến chế độ tránh làm phiền, đặc biệt là trong các bữa ăn hay khi chúng ta ngủ. Nguyễn Nguyễn